Lên đấy. Tôi tưởng mày hết từ cái ca dặn đẻ vừa đấy. Cái nữa là được. Ôi. Đầu to đấy kia mà trộm vía. Này mẹ, mẹ chờ 8 năm này. Thôi, mẹ chờ em 8 năm à? Đấy, chúc mừng nha. Khó chịu gì không em? Bố nó là ai nhỉ? Bố con là ai? Con là ai vậy? Ôi, ôi. Chuyên định con này mà để một tháng thì chắc phải 37 con ba. Thôi, con này 36 tuần năm này. Con này, con trang quá gì? Đầu hắn ta tròn xe. Gọi gì giờ này? Đang đón bé. Chán rộng ấy. Chịu gây nhờ, nhưng gây bạn này còn lau còn dễ nhờ. Nhiều bạn nó dính hết là không lau được cơ. Ôi cái má kìa. Tám năm của bố mẹ cháu đấy nhờ, ngóng mãi đấy. Tốt lắm, dễ lắm. Tin nhắn. Tin nhắn của chế đó. Chả hiểu máy anh dạo này còn kêu cái âm thanh gì nữa vậy. Chắc tin nhắn quá. Chắc thế. Hát ta nó con, mạnh dạn nó con. Đợi cô. Đợi cô. Cả nhà đoán thử xem em bé được bao nhiêu cân ạ. Bạn này trộm vía lắm ạ. Ôi, đội mũ và nhìn cái má càng tròn, yêu quá.
đấy, 3 cân 7. Rồi. Bạn ấy được 3 cân 7 ạ. Hai cái má thích lắm. Hai má tròn xe luôn. 3 cân 7 nha mẹ nha. Hai cái má này. Về test cho nhé. Hai cái má này. Để test được hết. Yêu nhỉ? Hi, găng tay để chị mở cho. Rồi người nhà bạn Minh ạ. Gia đình ạ.